Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh của Hùng nhé. Và lời đầu tiên thì cho Hùng xin gửi lời chúc đến các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và thành đạt. Và trong cái video clip ngày hôm nay thì Hùng lại chia sẻ cho các bạn một cái nguyên nhân mà dẫn đến những con chó con trong cái thời gian vừa qua, thời tiết thay đổi đấy, chết hàng loạt. Và Hùng cũng chia sẻ luôn thì trong cái thời gian vừa rồi ấy, có một số các bạn cũng đến tận nơi để đón chó, mua cái con chó con chó giống Phú Quốc của bên Hùng. Và Hùng cũng có tư vấn cho về cái cách chăm sóc, cách nuôi nhốt nó ra làm sao, và dặn dò rất là kỹ lưỡng. Bởi vì tất cả những cái bạn mà quan tâm và yêu thích cái con giống chó Phú Quốc của bên Hùng ấy thì bao giờ cũng vậy, khi mà đến đón thì Hùng cũng chia sẻ cũng như là dặn dò rất là kỹ cách chăm sóc này, rồi nuôi dưỡng này, nuôi nhốt con cún con nó ra làm sao để cho nó phát triển tốt. Đấy, bao giờ cũng vậy, rất là nhiều bạn nghe Hùng chia sẻ và đã áp dụng để nuôi cái con, những con cún con mà khi bắt của Hùng về đấy. Nhưng có một số các bạn thì rất chủ quan, cũng là rất là yêu thích quý con chó nói chung cũng như là con chó Phú Quốc này nói riêng, thì cũng đến Hùng thì đặt vấn đề và cũng chọn lựa trong số những cái đàn hậu duệ của những cái con giống của trại của Hùng ấy thì về nuôi, thì Hùng cũng dặn dò rất là kỹ lưỡng cách chăm sóc. Thì rất là nhiều bạn cũng chủ quan đấy, mặc dù là cũng đã nuôi rất là nhiều dòng chó rồi đấy, chó béc bỉ này, rồi thì chó xăm moi này, rồi tất cả những cái dòng chó cảnh khác đấy, và thậm chí nuôi cả những cái chó bản địa như chù Bắc Hà, Mông Cọc, nhưng riêng chó Phú Quốc thì chưa nuôi. Đấy, thì Hùng cũng chia sẻ luôn, đối với con chó Phú Quốc thì nó khác với những cái dòng chó khác một chút. Tự vì cái dòng chó Phú Quốc này là nó sinh ra, nó sinh ra và lớn lên, nguồn gốc là ở đảo Kiên Giang trong miền Nam nhé, và chỉ có nắng và gió thôi. Đấy, còn khi sinh ra ở cái khí hậu miền Bắc này thì nó khí hậu bốn mùa rõ rệt, xuân hạ thu đông. Đấy, thì cái bản chất con chó Phú Quốc này nó sinh ra ở cái khí hậu của trong miền Nam là khí hậu nóng, vì thế cho nên là nó có mang những cái bộ lông là ngắn, không như những bộ lông xù, bộ lông xồm những cái như những cái con chó giống chó khác. Đấy, cho nên là cái độ chịu lạnh của nó rất là kém. Cơ bản thì những cái con chó Phú Quốc này đã được thuần hóa mà nuôi dưỡng trong đất liền rồi, trong mọi miền tổ quốc cũng rất là lâu rồi. Đấy, nhưng mà đặc tính của nó là con chó Phú Quốc là lông nó hơi ngắn một chút so với những cái dòng chó lông xù, lông xồm khác. Đấy, cho nên là cái độ chịu rét, chịu lạnh của nó rất là thấp. Đây, Hùng cũng chia sẻ luôn thì các bạn cũng có nói là em nuôi rất là nhiều dòng chó rồi, anh cứ an tâm. Ừ, thì Hùng cũng khi mà giao những con cún con cho các bạn mà đã có kinh nghiệm nuôi rồi thì Hùng rất là an tâm. Đấy, Hùng rất là lo lắng khi mà giao cho những cái bạn mà chưa biết, chưa có kinh nghiệm, chưa có kỹ năng để chăm sóc một con chó con, nhất là con chó Phú Quốc này, thì Hùng rất là lo lắng. Hùng dặn kỹ lưỡng, bao giờ cũng vậy. Hùng thứ nhất là Hùng chia sẻ cái cách chăm sóc sao cho nó tốt nhất. Đấy, cái thứ hai là Hùng những cái thời gian đầu thì Hùng bao giờ Hùng cũng khi đón cún về nhà mới thì Hùng cũng cho một số những cái loại thuốc, một số cái khoáng chất vitamin để con chó nó ăn uống cho nó phát triển trong cái tháng đầu khi về nhà mới nó tốt hơn. Đấy, thì có nhiều bạn rất là chủ quan, khi đã nuôi những con giống chó khác rồi thì cứ thấy nó lớn rồi nó bình thường, nhưng mà nuôi những con chó Phú Quốc này lại gặp đúng cái thời tiết nó trở trời như mấy cái ngày vừa rồi ở ngoài miền Bắc ấy, ảnh hưởng mưa bão rất là lớn, ảnh hưởng đến con chó. Ấy, từ nhiệt độ mà 35, 36, thậm chí có hôm 38 độ mà trong vòng chỉ có vài hôm nó xuống 18 độ đến 20 độ, 22 độ. Thì các bạn thử xem, nhiệt độ nó giảm xuống mười mấy độ thì nó tác động đến con chó. Ấy mà các bạn lại không có, các bạn rất là chủ quan cũng như con chó khác, nó có bộ lông dày, bộ lông xù, bộ lông xồm thì có thể nó chịu rét rất là cao. Nhưng đối với con chó Phú Quốc này mà các bạn lại cứ nghĩ nó như những con chó giống khác, lông dài thì là hoàn toàn sai lầm nhé. Cho nên là khi mà tôi cũng rất là nhấn mạnh những cái bạn mà đến mà đón cún giống của Hùng ấy, là khi mà thời tiết trở rời là phải nhốt những con cún này vào. Khi mà nuôi nhốt ấy thì là phải nhốt vào những chỗ kín,
đấy, phải kín gió, phải ấm áp đấy, thậm chí những hôm nào mà lạnh quá là phải thắp đèn nhé, phải thắp đèn sưởi ấm. Thì các bạn cũng chủ quan là nó cũng là những con chó khác mà mình nuôi, những chó con nó cũng lớn bình thường, nhưng đối với con chó Phú Quốc này, các bạn nhốt 3 hôm ở ngoài với thời tiết 35 độ, 36 độ, xong rồi vài hôm sau chuyển xuống có 18, 20 độ thôi, trong vài cái ngày đấy là nắm con là đột tử luôn nhé, qua một đêm đấy. Nhiều bạn đã chia sẻ với Hùng là hôm trước nó vẫn ăn bình thường, khi qua một đêm rốt chuồng, mở chuồng thì thấy con chó đã tử vong rồi, và con chó vẫn còn khỏe, vẫn còn béo bình thường, vì là những cái hôm nó nhiệt độ nó xuống quá thấp. Nên các bạn lưu ý nhé. Thì bao giờ cũng vậy, thì bạn nào cũng vậy, đến đón chó cún con ở bên chỗ Hùng ấy, thì Hùng cũng chia sẻ cái cách chăm sóc, chia sẻ hết những cái kinh nghiệm từ trước tới nay Hùng nuôi chăm sóc những đàn cún con như này đấy. Hùng chia sẻ cho các bạn để vì sao cần phải chia sẻ cho các bạn cận kẽ như vậy, là vì đã là đam mê rồi thì Hùng cũng rất là hiểu. Thứ nhất là đã chọn lựa con chó đã rất là khó rồi đấy, tìm mãi rồi thì đắn đo mãi quyết định đến với Hùng để mua một con chó rất là khó rồi đấy, và chọn được con chó ưng ý là còn khó hơn. Đến khi nuôi một con chó mà nó trưởng thành, nó làm bạn thì còn khó nữa. Cho nên là Hùng mới chia sẻ có những cái gì mà cần thiết phải chia sẻ để cho con chó con nó tốt nhất, là Hùng chia sẻ đấy. Nếu mà các bạn mà cứ không chủ quan mà nghe theo những cái chia sẻ của Hùng, thì đặc biệt 100% con chó nó không bao giờ bị có vấn đề gì cả nhé. Đấy, nhiều bạn cũng do công việc bận bịu rồi thì đôi lúc là quên sao nhãng một chút. Thứ nhất là nắng, thứ hai là lạnh. Đấy, hai cái vấn đề này là rất là gây nguy hiểm đến con cún con. Thứ nhất, nếu mùa hè thì nóng quá thì nó sốc nhiệt, mà mùa đông mà nó thời tiết nó giảm đột ngột quá thì gây con chó nó suy hô hấp. Suy hô hấp là cũng có khả năng là nó viêm phế quản cấp, là nó cũng co thắt phế quản, là nó cũng gây tử vong con chó nhé. Ngoài ra ấy, thì khi mua những cái đến đón những con giống Phú Quốc bên Hùng ấy, thì Hùng cũng hay tặng kèm theo những cái, thứ nhất là sổ tiêm theo dõi sức khỏe là 100% phải có rồi, những con chó đã phải đủ tiêm đủ 2 mũi rồi đấy. Cái thứ hai nữa là Hùng đã bạn nào mà đến đón cún con thì bao giờ Hùng cũng cho kèm theo những cái thuốc dự phòng này, rồi những cái vitamin, rồi thì khoáng chất canxi kèm theo cho cún đủ dùng trong một tháng đấy. Thì sau khi một tháng thì con cún nó đã quen với cái môi trường mới và nó đã cứng cáp lên. Tiền cũng rất là quan trọng, bạn bỏ ra vài triệu các bạn mua một con chó, thứ nhất là nó mất tiền, thứ hai mất công nuôi nhé, thứ ba nữa là khi con chó, tôi cũng bao giờ cũng mong muốn con chó được sinh ra phải được khỏe mạnh đấy, nó được sống một cuộc sống hạnh phúc khỏe mạnh đấy, rất là mong muốn như vậy. Cho nên là khi mà con chó nó có vấn đề gì đó mà nó bệnh tật ốm đau cũng rất là khổ, và nó mà nó có vấn đề gì nó không may mà nó tử vong thì rất là khổ thân nó đấy. Cho nên là tôi cũng rất hay chia sẻ cặn kẽ với các bạn như vậy đấy. Các bạn cứ nuôi một con chó gì là con chó con ấy, con chó trưởng thành rồi, ngoài 1 năm rồi, 2 năm thì tôi không nói, nó đã quen rồi, nó già rồi, nó lớn rồi, nó đủ sức đề kháng để nó chống cự với những cái thời tiết rồi thì tôi không nói. Nhưng mà những cái con chó con ấy thì nó chưa có sức đề kháng cao đâu nhé, và sức đề kháng rất là yếu. Cho nên các bạn phải lưu ý là khi trời nóng là một, trời nóng thì các bạn phải làm sao để điều hòa cho con chó nó ở nhiệt độ mát ổn định, còn mùa lạnh thì các bạn phải nên che chắn cho con chó nó ấm áp và không được để chỗ mà gió lùa thường xuyên là gây con chó tử vong ngay nhé. Thì trong cái video clip này thì cũng chia sẻ mấy cái điều mà vừa rồi các bạn nuôi chó con ấy rất là đáng tiếc đã xảy ra là cho con chó con nó tử vong nhé. Thì bạn nào mà lần đầu tiên mà xem được cái video của Hùng và quanh của Hùng thì làm ơn chia sẻ cái video này đi, để có một số các bạn mà đang tìm hiểu về nuôi con chó nói chung hoặc là con chó Phú Quốc con nói riêng, thì các bạn có thể là nhặt nhạnh đâu đó ở trong cái video này những cái kiến thức cơ bản căn bản để các bạn chuẩn bị hành trang cho mình
đón một con cún con về nuôi. Và các bạn nào mà đã xem kênh của Hùng rồi, đang theo dõi rồi mà nhá, các bạn lưu ý là cần góp ý hoặc là có những cái gì đóng góp về xây dựng về cách cái chăm sóc con chó Phú Quốc con này, thì các bạn cứ comment ở trong cái phần bình luận để cho mọi người anh em đang quan tâm đến nuôi chăm sóc nuôi dưỡng con chó này thì các bạn có thể là tìm hiểu tham khảo được nhá. Các bạn nhớ là ấn đăng ký kênh và ấn vào cái nút hình quả chuông đó để khi Hùng ra video clip mới thì các bạn có thể nhận được ngay. Và video thì cũng xin kết thúc ở đây nhá, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Rồi, xin chào.